Tại các bạn cấp cứu đó, ở cái mạng bạn thấy quan sát bên trong, nếu mà thấy chừng nào mà hết hàng quá thì mình không tắt. Còn hàng mình tắt, không hết hàng mình không tắt, cứ 50 lần nha. Cái bạn hồi cấp cứu 50 lần đó là chúng ta lưu ý là chúng ta còn thiếu thì tắt, không còn thiếu thì không tắt. Nếu bà con nào nhận thiếu mà hết hàng thì chúng ta có thể giữ cái thiếu nó lại, ở tầng cao ta nhận. Rồi bây giờ bắt đầu mời các bạn, mời đội bảo vệ những cái cậu đó, cậu đó tập ra cho cô, xin mời cho cô ạ. Chú ý là ta chơi vô, ta không phải để ý, ta phải ngồi vô vừa phải. Rồi mời các bạn chúng ta vô. Còn đây là nước mắm, cá hồi, dầu ăn, đường, muối. Vậy bên đây là khoai lang, một người là một hộ dân, là một người chỉ làm một khoai lang. Là đây là cái năm mặt hàng này, này rồi mặt hàng thứ tư mới bốn mặt hàng này, còn cái lên thì gói với gạo là đủ năm mặt hàng. Còn quay bên đây là cái cây cả cái hộ dân này được tổ chức, hôm nay là có 15 người đến cho một người. Đây là cái cụ già này, các bạn đang giúp cái cụ già đang mua rồi, tụi con những thực phẩm cho cô rồi là đã... đủ phiếu 5 phiếu 5 mặt hàng. Đây là một người dân đi chợ, cái hộ gia đình đi chợ là 5 mặt hàng này, miễn phí. Đây là gian hàng mì gói, 10 là 10 phiếu. Gian hàng này rất là gia dụng, một giặt là trứng vịt, táo hộp, một hộp, sữa đặc một hộp.